Xin chào các bạn đã quay trở lại với cửa hàng xe máy Honda Bình Minh 1 ở số nhà 2287 Đại lộ Hùng Vương, phường Nông Trang, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Thời điểm mà giáp Tết rồi, đã sắp hết năm nay rồi và đang chuẩn bị tới những ngày Noel cận kề rồi. Nhu cầu mua xe của khách hàng thời điểm này chắc chắn là sẽ rất nhiều. Vì vậy mà trong video ngày hôm nay thì mình sẽ báo giá cho quý khách hàng tham khảo nhé. Mẫu xe đầu tiên mà Linh sẽ báo giá ngày hôm nay đó chính là dòng xe Honda SH. Bởi vì trong thời điểm cuối năm này ấy, khách hàng về mua xe rất là nhiều, đặc biệt là rất nhiều khách đi làm xa thời điểm cuối năm về chốt mua SH. Thì chiếc xe mà Linh đang ngồi cạnh đây đó chính là phiên bản đắt nhất của dòng xe Honda SH nha mọi người. Đó là SH160 phanh ABS màu xám xi măng phiên bản thể thao nhá. Đây là bản đắt nhất trên mẫu xe Honda SH và nó có sẽ có mức giá cho quý hàng ngày hôm nay là khoảng 106 triệu đồng. Là phiên bản đắt nhất của mẫu xe Honda SH160 phanh ABS màu xám xi măng nha mọi người. Đó, một trong những màu sắc rất là đẹp nha. Còn ngoài ra thì nó SH nó còn có rất là nhiều các phiên bản khác nữa. Đó là các phiên bản phanh CBS và các phiên bản phanh ABS của bản 125 hoặc là bản 160. Ví dụ như là SH125 phanh CBS thời điểm này thì nó sẽ có mức giá cho bạn là khoảng ngoài 76 triệu đồng thôi nhá. Mức giá rất là rẻ đúng không mọi người? Rất là rẻ, cuối năm rồi nhưng SH không hề bị tăng giá một chút nào. So với thời điểm cuối năm của năm ngoái thì năm nay gần như là SH rẻ hơn được khoảng gần chục triệu luôn. Bản 125 phanh CBS thì chỉ có mức giá cho các bạn là hơn 76 triệu đồng thôi. Còn nếu mà các bạn lấy bản như là 125 ABS, ví dụ như là màu trắng đen ở đây là bản 125 ABS thì sẽ có mức giá cho các bạn là khoảng tầm 83 triệu đồng nha. Còn với 125 ABS những cái màu như là màu đen nhám hay màu xám xi măng thì nó sẽ chênh thêm khoảng tầm 2-3 triệu đồng. Đó là bản 125. Còn 160 thì phanh thường sẽ có mức giá cho các bạn là khoảng tầm hơn 93 triệu đồng. Và ABS thì khoảng hơn 100 triệu một chút xíu nha. Bạn nào quan tâm đến mẫu xe Honda SH thì liên hệ với Linh trực tiếp qua số điện thoại là 0987162438. Mẫu xe Honda SH thì Linh cũng có hỗ trợ trả góp. Trả trước cho Linh khoảng tầm 3 đến 40 triệu. Mẫu xe Honda SH này các bạn trả trước khoảng tầm 3-40 triệu nhé. Rất là đơn giản, chỉ cần căn cước công dân là đã có thể mua trả góp rồi nha. Rồi, tiếp theo nữa thì Linh sẽ báo giá một số cái dòng xe để cho các bạn tham khảo. Ở đây thì Linh đang có mẫu xe Honda Wenfa. Một chiếc Wenfa màu đỏ mà Linh đang chuẩn bị giao cho khách hàng với mức giá là khoảng 18 triệu đồng nha các bạn. Wenfa thì sẽ có như là màu đỏ, màu xanh và màu trắng, màu đen. Mức giá khoảng tầm 18, hơn 18 triệu đồng nha. Rồi tiếp theo nữa thì ở đây Linh đang có rất là nhiều mẫu xe Honda Vision phiên bản thể thao màu xám xi măng. Vision phiên bản thể thao màu xám xi măng thì sẽ có mức giá cho các bạn là 38 triệu đồng nhá. 38 triệu đồng là phiên bản đắt nhất của dòng xe Honda Vision. Đó, đây là màu một trong những cái màu mà bán chạy nhất hai năm nay, đang là màu hot trend ấy, là màu xám xi măng. Với mức giá sẽ là 38 triệu đồng là phiên bản đắt nhất. Còn ngoài ra Vision nó còn có rất là nhiều phiên bản mức giá chỉ dao động từ hơn 31 triệu đồng hoặc là 33 triệu đồng thôi. Thì lát nữa Linh sẽ quay thêm cho các bạn xem thêm nha. Rồi, tiếp theo nữa thì ở đây Linh đang có một chiếc xe Honda Lead. Đây là phiên bản đặc biệt nha mọi người. Bản đặc biệt đây là màu bạc nhám với mức giá khoảng tầm hơn 42 triệu đồng cho phiên bản đặc biệt. Bản đặc biệt thì sẽ có hai màu, đó là màu bạc này và màu đen nhám nữa nhá. Mức giá là tầm hơn 42 triệu đồng. Tiếp đến thì ở đây Linh đang có là Honda Vision màu đen nhám này. Mức giá của Vision màu đen nhám cũng khoảng 38 triệu đồng thôi nha. Và ở đây thì Linh có Honda Lead phiên bản 125 bản đặc biệt màu đen nhám, hiện tại sẽ để cho các bạn với mức giá tầm khoảng 43 triệu đồng cho Honda Lead 125 phiên bản đặc biệt màu đen nhám. Rồi bây giờ thì các bạn hãy theo Linh vào bên trong showroom để mình có thể là thêm các dòng xe giá xe như thế nào nhá. Rồi ở đây thì Linh đang có một chiếc xe Honda Vision màu trắng này, Linh vừa mới dựng ra đây ạ, màu trắng nha. Đây là phiên bản cao cấp, mức giá chỉ tầm hơn 33 triệu đồng. Phiên bản cao cấp của Honda Vision là đã sử dụng khóa thông minh Smart Key rồi các bạn nhé. Có hai màu để các bạn lựa chọn, đó là màu trắng, màu đỏ. Với mức giá chỉ tầm hơn 33 triệu đồng thôi, mức giá rất là rẻ rồi đúng không các bạn? Các bạn nhấc máy lên và gọi cho Linh qua số là 0987162438 để có thể liên hệ Linh tư vấn mua xe nha mọi người. Rồi, tiếp theo nữa thì Linh sẽ báo giá tiếp một số dòng xe này. Đó, các bạn thấy không ạ? Không khí Noel đang tràn ngập ở cửa hàng bên Linh rồi đúng không ạ? Vậy thì các bạn hãy chốt mua xe luôn đi ạ. Giá xe thời điểm này đang rất là rẻ rồi nha. Ở đây thì Linh đang có là Honda Lead phiên bản cao cấp màu đỏ với mức giá tầm hơn 41 triệu đồng thôi. Bản cao cấp của Lead thì nó sẽ có hai màu sắc để các bạn lựa chọn, đó là màu đỏ. Ngoài ra có thêm màu xanh nữa nha mọi người. Màu đỏ, màu xanh phiên bản cao cấp. Mức giá chỉ tầm hơn 41 triệu đồng trên dòng xe Honda Lead thôi. Còn với phiên bản tiêu chuẩn của dòng xe Honda Lead thì chúng ta sẽ có màu trắng. Màu trắng ở đây
Đó, với mức giá là hơn 38 triệu đồng thôi nha. Như vậy là các bạn có thể thấy là Honda Lead sẽ có 3 phiên bản để các bạn lựa chọn. Phiên bản tiêu chuẩn với mức giá là hơn 38 triệu đồng này, phiên bản cao cấp hai màu đỏ và màu xanh với mức giá cho các bạn là khoảng tầm hơn 41 triệu đồng. Và cuối cùng là phiên bản đặc biệt màu đen và màu bạc với mức giá khoảng ngoài 42 triệu đồng nha. Tiếp theo nữa đó là một cái dòng xe mà mình rất là thích, đó là mẫu xe Honda S21. S21 này các bạn có thể thấy là kiểu dáng năm nay, đây là phiên bản 2024 được thiết kế rất là đẹp nha mọi người. Đây là phiên bản thể thao màu xám xi măng, được trang bị hệ thống ABS ở trên kênh bánh trước. Thì phiên bản thể thao màu xám xi măng hiện tại bên mình sẽ bán cho các bạn với mức giá là gì ạ? Khoảng 66 triệu đồng nha. Khoảng 66 triệu đồng cho SH phiên bản 125 S21 ạ. Phanh ABS là phiên bản đắt nhất nhá, khoảng 66 triệu đồng. Còn nếu như các bạn lựa S21 các phiên bản ABS các màu còn lại nó sẽ có mức giá rẻ hơn, chỉ dao động từ khoảng 64 cho đến khoảng 66 triệu đồng thôi nha mọi người. Ngoài ra thì S21 còn có bản phanh CBS với mức giá khoảng 59 triệu đồng. Đó là mẫu xe Honda S21 nha. So với thời điểm năm ngoái thì nó cũng rẻ hơn tầm khoảng là 6-7 triệu rồi đấy mọi người ạ. Nên là nếu mà bạn nào có nhu cầu mua xe Honda thời điểm này, các bạn hãy chốt luôn thời điểm này cho Linh nha. Và đừng quên là số điện thoại của Linh là 0987162438 nha mọi người. Rồi tiếp theo nữa thì Linh sẽ báo giá là Honda Ablade 160 phân khối ở đây. Linh đang có chiếc xe này là Lade 160 phiên bản đặc biệt màu xanh nhám, sẽ để cho các bạn với mức giá là gì ạ? Giá là hơn 57 triệu đồng. Hơn 57 triệu đồng cho Honda Lade 160 phiên bản đặc biệt màu xanh nhám, một trong những cái màu sắc rất là đẹp nha. Màu này nhìn rất là sang nha mọi người. Tiếp theo nữa thì ở đây Linh đang có luôn là Honda Vario. Giới thiệu luôn cho các bạn là mẫu xe Honda Vario, đây là bản Vario 125 phân khối nhá. Mẫu này là nhập khẩu nguyên chiếc từ Indo nha mọi người. Hiện tại thì nó sẽ có mức giá cho các bạn là khoảng tầm ngoài 42 triệu đồng phiên bản là đặc biệt màu đen nhám như thế này. Còn Vario 125 ngoài màu này ra thì nó còn có một màu xanh nhám nữa. Nó sẽ có hai màu thôi các bạn ạ. Mức giá nó khoảng tầm hơn 42 triệu đồng cho Honda Vario 125, mức giá rất là rẻ rồi đúng không các bạn? Rồi tiếp theo nữa thì Linh sẽ báo giá dòng xe Honda Winner X đi. Các bạn nào quan tâm đến mẫu xe côn tay Winner X thì các bạn có thể cập nhật giá của Linh ngày hôm nay với phiên bản thanh thường là khoảng 34 triệu đồng. Với các bản ABS thì nó sẽ có mức giá tầm 37 triệu đồng nha các bạn. 34 triệu đồng là phanh thường và ABS là tầm 37 triệu đồng nha. Mức giá Linh báo là mức giá bán ở đây ạ. Nên là nhiều khách hàng vẫn hỏi là đã bao gồm VAT chưa, mới lại có thật là như vậy không. Thì các bạn nha, mức giá Linh báo đây là mức giá bán tại cửa hàng xe máy Honda Bình Minh 1 ở phường Nông Trang, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ các bạn nha. Phiên bản phanh thường sẽ có mức giá cho các bạn là 34 triệu đồng và ABS sẽ có mức giá khoảng tầm 37 triệu đồng nha. Tiếp theo nữa thì Linh sẽ có là gì? Ở đây Linh đang có một chiếc xe Honda Wave RS X. Đây là phiên bản 2024 nha mọi người. Các bạn có thể quan sát luôn, đây là chiếc xe phiên bản mới nhất được Honda Việt Nam giới thiệu ít ngày trước đây thôi ạ. Với giờ SX ấy, thì nó sẽ có các phiên bản như là vành nan thân cơ, vành nan phanh đĩa và vành đúc nha mọi người. Mức giá của RSX nó sẽ dao động từ khoảng ngoài 21 cho đến ngoài 22 cho tới khoảng 25 triệu đồng là tùy theo phiên bản nha mọi người. Đó, mọi người có thể quan sát phiên bản 2024 với thiết kế rất là khác nha, đặc biệt là cái phần cánh yếm phía trước, phần mặt nạ phía trước được thiết kế rất là khác biệt so với phiên bản trước đây nha mọi người. Rất là đẹp đấy ạ. Còn ở đây thì Linh sẽ có là Wayanfa phiên bản cổ điển. Wayanfa phiên bản cổ điển này thì nó sẽ có mức giá cho các bạn là tầm khoảng hơn 18 triệu đồng. Phiên bản cổ điển có hai màu để các bạn lựa chọn, đó là màu vàng xám và màu vàng trắng và màu xám trắng nha mọi người. Mức giá sẽ tầm hơn 18 triệu đồng cho Wayanfa phiên bản cổ điển, hai màu sắc vô cùng lạ mắt nha. Đó, Honda Vision thì bên mình cuối năm này về rất rất là nhiều phục vụ cho các bạn trẻ. Các bạn nào mà cao cao một chút thì các bạn có thể lựa cho Linh sang những cái phiên bản với cái bánh 16 inch như này thì khoảng 38 triệu đồng. Còn những bạn nào có chiều cao yên khiêm hơi khiêm tốn một chút thì các bạn có thể lấy cho Linh là phiên bản đặc biệt đấy ạ. Phiên bản cao cấp và phiên bản đặc biệt. Ở đây chính là phiên bản đặc biệt màu xanh nhám. Màu này rất là đẹp luôn mọi người ạ. Mức giá khoảng hơn 35 triệu đồng. Sơn sần nha mọi người. Cao cấp hay đặc biệt hay thể thao thì cái động cơ máy móc nó tương đương nhau, các tính năng trang bị nó tương đương nhau. Chủ yếu là gì, nó khác nhau về màu sắc này, rồi là cái bản thể thao nó sẽ có cái bánh to hơn, dáng xe nó sẽ cao hơn một chút so với các phiên bản còn lại thôi nha mọi người. Và cuối cùng thì Linh sẽ báo giá thêm dòng xe Honda SH. Lúc nãy Linh báo SH rồi, bây giờ Linh quay thêm màu cho các bạn xem thôi. Ở ngoài sân thì lúc nãy Linh có quay cho các bạn là màu trắng này, rồi là màu xám xi măng rồi, thì bây giờ Linh sẽ quay thêm cho các bạn hai màu nữa trên dòng xe Honda SH. Đó chính là màu đen nhám nha. Đây là màu đen nhám này. 125 phanh ABS phiên bản đặc biệt màu đen nhám ạ. Đó, rất là đẹp đúng không mọi người?
với mức giá cho Linh ngày hôm nay là khoảng tầm hơn 84 triệu đồng cho 125 phanh ABS màu đen nhám phiên bản đặc biệt, một màu sắc rất là đẹp nha. Anh em nào mua SH thì hãy liên hệ với Linh, vì cuối năm này SH rất là hay thiếu hàng đấy mọi người ạ. Tiếp theo nữa Linh quay thêm cho các bạn này. Ở đây Linh có màu đỏ, quay luôn màu sắc màu đỏ này cho các bạn xem thêm này. SH đây là phiên bản 160 nha mọi người. 125 hay 160 thì cái kích thước kiểu dáng bên ngoài nó hoàn toàn là giống nhau. Đó, giống nhau hết mọi người ạ. Đây là màu đỏ, màu này rất là đẹp luôn. Màu này rất là bền màu nha. Như vậy là hôm nay thì Linh cũng đã gần như là báo giá cho các bạn hầu hết về các dòng xe Honda rồi đúng không ạ? Thời điểm cuối năm này thì mua tất cả các dòng xe máy Honda, các bạn sẽ được tham gia chương trình quay số may mắn để có cơ hội trúng rất là nhiều những phần quà có giá trị như là xe máy này hay là nhiều phần quà khác nữa ấy. Thì các bạn có thể đến với cửa hàng xe máy Honda Bình Minh 1 ở phường Đông Trang, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ nhé. Hoặc là các bạn có thể liên hệ trực tiếp với Linh qua số là 0987 162 438 nhé. Linh sẽ tư vấn cụ thể cho các bạn hơn nhé. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn.